thưa quý vị khán thính giả, tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân của Viện Bảo tàng Lịch sử Quân lực Việt Nam Cộng hòa từ Westminster, California. Xin một lần nữa kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong chương trình Quân sử Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi xin được rất hân hạnh để hầu chuyện với một người lính mũ xanh, đó là thiếu tá Lê Đình Bảo của binh chủng thủy quân lục chiến về những trận đánh của quân lực Việt Nam Cộng hòa. À, xin chú Bảo gửi lời chào quý vị khán thính giả. Tôi thiếu tá Lê Đình Bảo thuộc uh, sư đoàn thủy quân lục chiến trân trọng kính chào khán thính giả đang theo dõi chương trình truyền hình. Dạ, xin cảm ơn chú Bảo. À, thưa chú, à, thưa như thường lệ chương trình thì câu hỏi đầu tiên thì khán giả muốn biết về tiểu sử của chú Bảo. Vậy xin chú cho biết trong đời binh nghiệp chú đã huấn luyện tại đâu, phục vụ những binh chủng nào và đã hành quân cho những địa danh nào? Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả, tôi thiếu tá Lê Đình Bảo, trưởng phòng chính huấn của bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến. <laughs> Đôi điều về binh nghiệp về tình hình chiến sự của Việt Nam, tôi bị động viên nhập khóa 17 sĩ quan Trừ bị thủ Đức vào cuối năm 1963. Mãn khóa ngày 23 tháng 10 năm 1964, tôi tình nguyện về phục vụ binh chủng thủy quân lục chiến. Trong số 37 sĩ quan được tuyển chọn, tôi được Bộ Tư lệnh thủy quân lục chiến phân phối về phục vụ cho tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến với chức vụ là trung đội trưởng tác chiến năm 1967. Vì nhu cầu công vụ, tôi được thuyên chuyển về phục vụ tại Bộ Tư lệnh Lữ đoàn Thủy quân Lục Chiến, công tác tại Phòng Tâm lý Chiến. Năm 1968, Lữ đoàn Thủy quân Lục Chiến được nâng cấp thành Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến. Cũng năm này, Tổng cục Chiến tranh Chính trị hình thành thêm phòng chính huấn của Sư đoàn. Tôi được chỉ định chức vụ trưởng phòng chính huấn thuộc văn phòng tham mưu phó chiến tranh chính trị của bộ tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến. Dạ, yeah, xin cảm ơn chú Bảo đã cho quý vị khán thính giả biết qua về cái tiểu sử của chú. Yeah. Um, uh, 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 thì hôm nay uh, chương trình hôm nay thì uh, um, rất là hân hạnh được có một uh, uh, niên trưởng của thủy quân lục chiến vậy cháu xin uh, um, hỏi là trong cuộc đời binh nghiệp À, thủy quân lục chiến của chú thì chắc chắn đã đánh rất nhiều trận vậy có một cái trận đánh nào mà um, đáng ghi nhớ mà chú muốn uh, chia sẻ lại với lại uh, quý vị khán thính giả và nhóm hậu duệ xin chú cho biết để trả lời chú tôi thấy rằng là binh chủng thủy quân lục chiến là cái binh chủng tác chiến tổng dự bị cũng như là sư đoàn nhảy dù đã về binh chủng hai cái binh chủng mà coi như là tổng chưa bị là thường thường là coi như là người lính chiến nhưng mà trong những năm mà theo dõi à, hành quân rồi về tới bộ tư lệnh sư đoàn rồi theo dõi các cái tin chiến sự của à, đơn vị thủ công chiến thì những cái điều mà tôi sắp nói đây là một cái trận đánh rất là quan trọng tức là ừ, mang những cái kỷ niệm về chiến thắng mùa hè đỏ lửa năm 1972. <laughs> Thưa quý vị khán giả, ngày mùng 2 tháng 5 năm 1972, Cộng sản Bắc Việt tấn công và chiếm được thị xã Quảng Trị qua hai đợt tấn công từ ngày từ ngày ngày 3 cho đến ngày 30 tháng 3 năm 1972. Ngày 25 tháng 6 năm 1972, Việt Nam bắt đầu phản công với sự hiểm trợ trực tiếp của không quân và hải quân Hoa Kỳ. Trận chiến kéo dài 81 ngày. Lực lượng Cộng sản có tới 6 sư đoàn tham chiến. Lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm có sư đoàn dù với 3 lữ đoàn 1, 2, 3. Sư đoàn Thủy quân lục chiến có 3 lữ đoàn 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Liên đoàn 81 biệt cách dù, 3 liên đoàn biệt động quân Tiết đoàn 17 và 18 kỵ binh. 20 chiến xa M48. Ngày 27 tháng 7 năm 1972, mục tiêu tái chiếm thị xã Quảng Trị và Cổ Thành. Được Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1, bàn giao trách nhiệm của sư đoàn dù cho sư đoàn thủy quân lục chiến trách nhiệm. Ngày 15 tháng 9 năm 1972, lúc 5 giờ chiều, cổ thành Quảng Trị đã đặt dưới sự kiểm soát của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến. Ngày 16 tháng 9 năm 1972, lúc 12 giờ trưa, đã hoàn tất toàn diện tái chiếm thị xã Quảng Trị và cổ thành Đinh Công Tráng. Sau 81 ngày chiến đấu, giành chiến thắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 16 tháng 9 năm 1972, lúc 12 giờ trưa quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa được tung bay trên cổ thành Quảng trị. Dạ, yeah, xin cảm ơn chú. Thì uh, hậu duệ chúng cháu cũng có biết về cái trận đánh Quảng trị này là một trong những cái trận đánh rất là oai hùng uh, là trận đánh rất là lẫy lừng trong binh sự của Việt Nam Cộng Hòa. Uh, thì uh, theo cháu biết thì uh, chú đã kể đó là uh, nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là uh, phía cộng sản Bắc Việt uh, họ tấn công họ chiếm Quảng trị và chúng ta kéo về phía nam à, sông Mỹ Chánh để à, bằng phòng tuyến và giai đoạn thứ hai thì tổng phản công của à, phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì có chính là hai sư đoàn như chú đã nói là hai sư đoàn tổng chuẩn bị đó là Nhà Dù và thủy quân lục chiến và cùng với và dạ, 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 và vâng, số các đơn vị khác và đơn vị khác, dạ, khác à, là biệt động quân vâng còn phía của cộng sản như vậy là à, chú nói là sáu sư đoàn như vậy. vậy là họ gấp gần như gấp ba mình vâng, vâng như vậy mà tránh, tránh như vậy nó rất là gọi là khốc liệt tại vì uh, cháu cháu được biết là họ uh, họ họ được lệnh là khi mà chiếm quảng trị là họ không có được thả ra họ không rút ra họ thành ra họ, họ lại họ đánh uh, cố giữ để quảng trị thành ra uh, lính ở Việt Nam Cộng Hòa muốn đánh chiếm lại cũng phải rất là khó khăn uh, cũng lại uh, đánh từng tất đất một để lấy lại cái cái thành phố đó Đấy. và lúc đó thì uh, được lệnh của tổng thống nguyễn văn thiệu là nói là bằng mọi cách nào, bất cứ giá nào phải chiếm lại được quảng trị cho ống thành ra thành ra cái trận này là trận đánh là tiếng tỏ là một cái sự đánh rất là kiên trì rất hào hùng của lính việt nam cộng hòa là một mà trọi ba mà lấy lại được quảng trị à, như vậy là là đúng là một trận rất là bộ, được hậu duệ phải phải được ca tụng và cũng giống như hồi cháu nhỏ là đã được nghe cái bài cờ bay trên thành phố tên yêu của tác giả là Tô Kiều Ngân và thành cái bài đó thì bây giờ sau gần 50 năm vẫn còn mọi người vẫn còn hát khi hát lại là họ nhớ lại cái trận đánh Quảng Trị mà họ hình dung được cái hình ảnh là những người lính thủy quân lục chiến cắm cờ tại cổ thành Quảng Trị giống như cái hình ảnh của người lính Hoa Kỳ thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cắm cờ tại Iwo Jima vâng đó là một trận rất là đáng nhớ trong à, lịch sử. vâng à, thưa chú vậy à, sau cái trận quảng trị thì à, chú à, cháu nghe nói là à, có những cái à, chương trình à, à, mà mà họ là họ, họ mang những cái chiến thắng lợi chiến lợi phẩm họ họ vâng. bày ở sân hoa sứ hoa lư đó chú vậy vâng, chú, dạ vâng. À, tôi xin nói tiếp để chào mừng chiến thắng mùa hè đỏ lửa năm 1972 của quân lực Việt Nam Cộng hòa Tổng cục Chiến tranh Trị có tổ chức một cuộc triển lãm thành tích và chiến lợi phẩm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành phần tham dự là các đơn vị đã từng tham chiến. Riêng Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến có đặt một bàn tưởng niệm trưng bày lá quốc kỳ đã treo lên cổ thành Quảng Trị và gạch cổ thành Quảng Trị cũng như là một tấm hình chụp các anh em Thủy quân Lục Chiến đang dựng cờ để chào mừng chiến thắng. Một uh, một khía cạnh khác nữa là uh, một thời gian sau cái chiến thắng Quảng Trị thì tiểu khu gia đình có tổ chức một cái buổi họp mặt chào mừng chiến thắng của sư đoàn Thủy quân lục chiến. Một số quân nhân của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 đi đến tham dự. Sau phần nghi thức của ban tổ chức là phần tưởng thưởng một số hiện kim cho các chiến sĩ đã về dự cái buổi tiếp xúc và uh, gửi tiền để các chú mang về trao cho đơn vị trưởng để khao quân yeah. Như vậy là uh, sau cái chiến thắng đó đợi, mọi người được được ban thưởng thì uh, chắc có nhiều người được lên lo nhiều người cũng được uh, anh Dũng Bội Tinh hay Bảo Quốc Huân chương rất yeah. nhiều tại vì uh, <laughs> đó là một trận rất uh, oai hùng và um, nhưng mà sau đó không phải là kết thúc, hình ra vẫn còn những trận đánh sau đó tại tại vì phía của Bắc Việt họ vẫn muốn chiếm lại và họ vẫn giữ cái vùng trên gần bến Hải gần phía bến Hải và cửa Việt này vẫn có những cái chuyện trận đánh khốc liệt tiếp tục. Dạ, bên lề cái cái chiến thắng Quảng trị nó kéo dài một thời gian về các cái tin tức mà loan báo, tôi xin tường trình một cái sự mà uh, chứng chứng tỏ là cái chiến thắng Quảng Trị nó rất là huy hoàng. Thành thử ra Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 có tổ chức một cuộc thi với tựa đề là thi đua phát triển hiệu năng quân đội. Các đơn vị tham dự cuộc chiến, mỗi đơn vị đề cử một đại đội dự tranh. Tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến do Thiếu tá Trần Ngọc Toàn làm tiểu đoàn trưởng. Thiếu tá Toàn đã chọn đại đội 4 của tiểu đoàn 4 dự tranh Dạ, chưa chú cho cháu ngừng ở đây để để qua một quảng cáo rồi mình sẽ quay trở lại vâng, với chương trình vâng. à, xin phép quý vị khán giả chúng tôi tạm dừng vài phút để có chương trình quảng cáo và chúng ta sẽ trở lại với chương trình nói về trận đánh quảng trị thưa quý vị khán thính giả của SPTN, chúng tôi xin phép uh, trở lại với chương trình quân sự Việt Nam Cộng hòa ngày hôm nay và chúng tôi uh, được hân hạnh uh, tiếp chuyện với uh, thiếu tá Lê Đình Bảo của binh chủng thủy quân lục chiến và đề tài ngày hôm nay chúng ta đang được chú bảo kể lại đó là chiến thắng quảng trị của một của mùa hè đỏ lửa 1972 quý vị đều biết đây là một trận đánh rất là oai hùng và đã đưa vào quân sự của việt nam à, vì chúng ta có những sự góp mặt của các binh chủng như nhảy dù thủy quân lục chiến việt động quân đã đánh và dạ, thiết giáp họ đánh một trận một trọi ba à, hai Sư đoàn mà đánh đến 6 sư đoàn của Cộng sản Bắc Việt Và sau gần 3 tháng trời giao tranh Chúng ta đã chiếm lại được cổ thành Quảng Trị Và đã cắm ngọn cờ vàng ba sọc đỏ Lên giữa tiếng tung hô của tất cả người lính Thủy quân lục chiến Và cái bức hình đó sẽ mãi đưa vào tâm trí của những người dân miền Nam Đó là một trận đánh rất là hào hùng Với bài ca cờ bay trên thành phố Tân Yêu và chúng tôi xin quay trở lại để hậu chuyện với uh, thiếu tá Lê Đình Bảo để nghe uh, ông kể lại uh, những kỷ niệm và uh, của trận Quảng trị và uh, xin xin chú uh, tiếp tục và uh, kể. À. À, tôi xin tiếp tục là sau cái chiến thắng Quảng trị, né, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1, Quân khu 1 có tổ chức một cuộc thi mang tựa đề là thi đua phát triển hiệu năng quân đội. Các đơn vị tham dự cuộc chiến, mỗi đơn vị đề cử một đại đội dự tranh. Tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến do thiếu tá Trần Ngọc Toàn là tiểu đoàn trưởng đã chọn đại đội 4 của tiểu đoàn dự tranh. Đại đội 4 thì là có đại đội trưởng là Trung úy Võ Văn Gắt. Đại đội phó là Trung úy Cao Xuân Huy. Ngày đại đội 4 dự tranh thi đua vị trí đóng quân Ngày giờ thi đua đã được ban tổ chức quy định nên đại đội đã bố trí đầy đủ ngoài hiện trường. Ngoài ban tổ chức, hiện diện còn có trung tướng Ngô Quang Trường và chuẩn tướng Bùi Thế Lân tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến chủ tọa. Ban tổ chức thi đua đã đặt những câu hỏi đến từng mũ xanh và ghi nhận những cái lời đối đáp một cách rất là ngắn gọn sau chừng một giờ khẩu vấn, có lẽ đơn vị thủy quân lục chiến là đơn vị sau cùng được chấm điểm nên vị sĩ quan trưởng ban thi đua đã tuyên bố kết quả cuộc thi đua là Đại đội 4 Thủy quân lục chiến của tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến đã vinh dự chiếm giải nhì của cuộc thi đua phát triển hiệu năng quân đội. Các anh em mũ xanh hoan hỉ mừng vui. Thời gian sau, ban tổ chức cuộc thi đua của quân đoàn 1 đã gửi văn bản tường trình kết quả đến sư đoàn thủy quân lục chiến kèm theo tiền thưởng tới các tới mấy trăm ngàn. Yeah. đồng Việt Nam. Mấy trăm ngàn đồng Việt Nam hồi đó một người lính thì lương là hình như năm chục ngàn hay gì đó. Không không có tới năm chục. <laughs> yeah. Vâng. Mấy trăm ngàn như vậy là gấp gấp mấy lần lương hàng tháng của họ. Vâng. Wow. Yeah. vâng. vâng. tưởng thưởng yeah, yeah, yeah. Vâng. Như vậy là sau khi chiếm lại, Thành quảng trị còn có thêm một cuộc thi đua. À, và thì quân đội đại đội của tiểu đoàn 4 đã, đã đã thắng được cái cuộc thi đua ừ. đó dạ vâng. À, vâng cái đó cái chi tiết đó thì thật ra tụi cháu mới mới biết đây à, được được chú được, được chia sẻ tại là à, mới biết đây vậy thì thưa chú bảo thì chương trình này là khán giả đây là à, rất nhiều hậu duệ vậy à, không biết là là một niên trường của thủy quân lục chiến à, không biết à, niên trường có những cái lời khuyên gì với khán giả với đề nhất là hậu duệ về cái uh, lịch sử uh, của người lính Việt Nam cộng hòa và có những lời khuyên gì với hậu duệ những việc gì nên làm để duy trì cái lịch sử đó không? Theo ý kiến Thô thiển của tôi đó thì các cháu hậu duệ thì có đã có những cha anh đã hiện diện trong cuộc chiến với bao khổ cực trong lúc thời chiến ngay sau khi mà chấm dứt cuộc chiến Việt Nam vào sau ngày 30 tháng 4 năm 75, những cha ông của các cháu đã đổi cái mạng sống trong các cái trại tù cải tạo. Và cho đến ngày hôm nay thì đã bốn mươi mấy năm qua rồi, các cháu cũng nên noi gương của cha ông bằng cách tìm đọc những cuốn chiến sử của các đơn vị thủy các đơn vị ở trong quân lực Việt Nam Cộng hòa cũ để tìm hiểu cha ông mình trong cái lúc đương thời đã hành xử như thế nào đó đối với cộng sản miền Bắc xâm chiếm miền Nam. Dạ, vâng, dạ, thưa chú đó là cũng là những mục đích của viện bảo tàng quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Westminster California dạ. là một do một nhóm hậu duệ là những người con cháu của những người lính Việt Nam Cộng Hòa dạ. à, chúng cháu mở viện bảo tàng để để thứ nhất là để vinh danh những người cha ông của mình những người đã chiến đấu cho miền Nam. À, thứ hai, chúng cháu bảo tồn lại những cái di sản, những cái um, tài liệu lịch sử của họ. Và thứ ba là chúng cháu hy vọng sẽ đã truyền dạy lại những lịch sử này cho những cái thế hệ trẻ sau. Những thế hệ trẻ um, Hoa Kỳ thì họ không biết gì về Việt Nam. Nhưng mà những cái thế hệ trẻ ở Việt Nam thì họ lại học những cái lịch sử đã được bóp méo, đã không đúng và thành ra thành ra chúng cháu à, lúc nào cũng muốn những dịp để mời à, các vị niên trưởng lên đây để kể lại những kỷ niệm và những lời khuyên à, để hậu duệ à, cố gắng họ noi gương à, các à, vị tiền nhân các cha ông à, đã hy sinh đã, đã chiến đấu à, giữ tự do cho miền nam việt nam và chúng ta à, cố gắng để giữ cái lập trường quốc gia và cố gắng để à, giúp làm việc gì để giúp à, cho nước Việt Nam sau này để được uh, có sự uh, tự do và dân chủ và thoát ừ. khỏi cái uh, sự uh, độc tài. Dạ vâng. Dạ xin uh, xin cảm ơn uh, chú uh, um, Lenin Bảo. Dạ thưa chú, uh, um, không biết chú còn uh, muốn uh, góp ý gì không về với binh chủng thủy quân quân độc chiến. Uh, um, tụi cháu thì lâu lâu lắm mới được một người lính mũ xanh lên đây nói chuyện thật ra uh, uh, rất là hân hạnh. Dạ, Hôm, vâng. Tôi chỉ là một cái thành viên yeah. mang cái màu áo mũ xanh thôi nhưng mà cái công sức của các niên trưởng cũng như là các đồng môn và các chú em này nọ đó bây giờ tuổi tác cao rồi mình nhớ là những cái hồi ức có những cái niềm vui và có những cái đau đau buồn. Yeah. Đó. Tôi kể một câu chuyện nó đơn giản thôi. Là mấy năm về trước lúc bà già tôi còn sống thì vợ chồng tôi đã cách 2 năm hoặc là 3 năm về thăm Việt Nam một lần ra ngoài Bắc thăm bên nội, đi xuống Cần Thơ thăm bên gia đình bà xã. Sau khi hoàn tất hai cái cuộc thăm biến gia đình bên nội bên ngoại xong, thì cá nhân tôi đó thì đi xuống Thủ Đức là tại vì các anh em thủy quân lục chiến đó, nhất là các anh em thương quý binh đó, là còn ở dưới thủy quân lục ở dưới Thủ Đức rất đông, thì tôi mời các chú một cái bữa tiệc đó, cái những cái tôi tổ chức tới ba bốn lần mà mỗi một lần tôi đều nhắc nhở các cái chú mà sẽ giao trách nhiệm mà kiếm cái nhà hàng đó là thế này các chú nên kiếm cho anh một cái nhà hàng nào nó kín đáo đó để khi mà anh em mình vui nhắc lại những cái hồi ức ngày xưa đó thì không bị tụi công an mật vụ nó theo dõi nó sẽ hại đến cái 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 sự mà an ninh của các chú thì có một chú chú ấy phát biểu anh yên tâm đi đây không phải là lần đầu tiên anh tổ chức anh tổ chức tới hai ba lần rồi Yeah. mà hiện tại bây giờ ấy, thì gia đình em làm chủ cái nhà hàng <laughs> đó thì yeah. tôi cảm kích lắm nói thật đó gặp lại những cố nhân ngày xưa Tuy yeah. rằng là không đồng cấp bậc thế nhưng mà đều mang xương máu và chiến đấu trong cái lúc tuổi trẻ của mình yeah. bây giờ các chú mang thương tật trước khi mà mà ngưng cái buổi tiệc đó thì có chú chú ấy lên phát biểu chú nói như thế này các anh ấy, sĩ quan sau 30 tháng 4 các anh đi đi tù đi đầy biết bao nhiêu năm cực khổ. Đến khi có cái chương trình HO ra đi, các anh và gia đình đi ra nước ngoài, sang bên đó định cư. Gặp rất nhiều khó khăn chứ đâu có phải là đơn giản. Một cái đời sống mới đã đã đến. Các anh vẫn còn dành dụng tiền nông, mà hàng năm đều gửi tiền về giúp đỡ cho tụi em. Có năm thì được trăm rưỡi, có năm thì được hai trăm. Đó là cái sự thương mến mà chúng em rất là rất là thương cảm. Dạ quý vâng. mến thì nhờ anh khi trở lại bên Mỹ thì anh cho tụi em chuyển lời cảm ơn các niên trưởng cũng như là các bạn đồng cấp bậc với tụi em đã có một tấm lòng không quên quá khứ dạ vâng dạ, dạ vâng cháu chú cháu cũng đã theo dõi chương trình của um, của bác hạnh Nhơn uh, đã giúp cho những cựu chiến binh của Việt Nam uh, và như bà và quả phụ thì thật là những cái người như vậy là chúng ta mãi mãi phải nhớ ơn và giúp giúp cho họ À, và cũng đều đáng mừng là chú về Việt Nam tại để làm những công việc đó mà mình vẫn thấy cái tinh thần uh, huynh Huynh bệ, huynh đệ chi binh của người đến Việt Nam vẫn còn nghĩa là cái tinh thần của người quốc gia vẫn còn và theo những cái tình hình bây giờ thì cháu thấy cái tinh, cái tinh thần của giới của trẻ hậu Duệ ở Việt Nam Cộng hòa nó không những nó vẫn còn mà càng ngày nó càng mạnh nữa thành ra bây giờ tại vì uh, họ đã coi TV, internet họ bắt đầu họ tìm hiểu về lịch sử Việt Nam Cộng hòa họ thấy cái oai hùng của Việt Nam cộng hòa và họ thấy cái đẹp của thời trước bảy năm của của quốc gia Việt Nam thành ra họ rất nhiều người họ rất thích rất cảm mến và họ bắt đầu họ có những cái ý nghĩ khác là là họ muốn tái phục lại những cái đó mang lại những cái đẹp của hồi xưa và họ không không tin những cái gì tuyên truyền uh, tuyên truyền của của nhà nước nữa thành ra đó là một điều mừng chúng ta vẫn tiếp tục mà giúp mà những người lính uh, của quân nhân và tương phía binh và gia đình của họ và chúng ta cũng giúp để đào tạo những thế hệ trẻ bên đây và giúp để đào tạo những thế hệ Việt Nam để biết về cái lịch sử của quốc gia Việt Nam cộng hòa. Vâng. Dạ, vâng. Dạ, xin đến như vậy là kết kết thúc chương trình. Xin chú gửi lời chào quý vị khán thính giả. Tôi Lê Đình Bảo. Qua cái buổi chương trình. À, tôi chúng tôi thành thật cảm ơn à, quý khán giả đã theo dõi cái, những cái lời phát biểu của cá nhân tôi. dạ. Yeah. À. xin cảm ơn chú lê đình bảo. À, kính thưa quý vị, à, chúng tôi là bác sĩ nguyễn hoàng quân của viện bảo tàng lịch sử quân lực việt nam cộng hòa à, có chương trình quân sự việt nam cộng hòa cách 2 tuần vào à, ngày thứ sáu xin quý vị đón coi và viện bảo tàng là một tổ chức bất vụ lợi của nhóm hậu duệ à, thành lập à, có tax id cho nên những cái sự đóng góp của quý vị đều được trừ thuế và ngày hôm nay chúng tôi rất được hân hạnh để trò chuyện và để tâm sự được nghe những tâm sự của uh, thiếu tá Lê Đình Bảo của binh chủng Thủy cơn lục chiến và chúng tôi sẽ xin kết thúc và xin uh, tôi bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân xin chào uh, tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ sau.